nữ chủ hủy chiếm đoạt trên 27 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Đặng Thị Minh Kiều, 37 tuổi, trú huyện Hiệp Đức, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, năm 2012, Kiều bắt đầu làm chủ hủy và nhiều người tại khu vực chợ Hiệp Đức đã tham gia vào góp hụi. Năm 2016, Kiều bị một số người chạy hủy dẫn đến bị thất thoát hơn 1,6 tỷ đồng không có tiền để bù vào khoản thiếu hụt, Kiều không thông báo cho người chơi biết mà tiếp tục thu tiền hủy. Kiều đã bỏ ra số tiền đầu hủy cao hơn để chiếm đoạt số tiền người tham gia chơi hủy, đóng vào và dùng số tiền đó để trả cho những người chơi. Ngoài ra, khi người chơi hủy được quyền rút tiền, Kiều giới thiệu và chuyển số tiền được rút sang các chân hủy khống tự tạo ra với hứa hẹn sẽ sớm thu được lợi nhuận cao hơn nhằm giữ chân, không cho người chơi rút tiền. Ngày 3 tháng 11 năm 2022, một số người chơi đến rút tiền gốc và lãi. Kiều không có khả năng chi trả nên tuyên bố vỡ hụi. Cơ quan chức năng xác định Kiều lừa tổng cộng 30 người với số tiền hơn 27 tỷ đồng.